Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy các bạn ơi. Trời ơi trời, chào xong muốn tắt thở luôn các bạn ơi. Thì ok bạn ơi, hôm nay nè, mình đã vào trong cái tựa game mới của Mini World, chính là Mini World Rosal phiên bản bắn súng, để gọi là chơi game cùng với một anh YouTuber cực kỳ đẹp trai. Đó, mấy bạn biết là ai không? Chắc bạn cũng biết là ai đúng không? Xin giới thiệu các bạn, đó chính là anh Zero Official. Chào mọi người đi anh. Có nhiêu đó vậy hả? Rồi. Trời, tính ra mình kêu ổng chào mọi người đi mà ổng chào có câu à ha á bạn ơi. Thôi mặc kệ luôn, không sao. Nói chung đó là phong cách của Rô, bạn hiểu không? Đó. Thì hôm nay nè bạn ơi, mình cùng với Rô vào trong cái tựa game này nè. Thì mình mới vừa đọc được một cái thử thách của một bạn đã comment trên kênh của mình, rất là hay luôn. Bạn đó đã thử thách cho mình, đó chính là: anh ơi, anh hãy thử chơi cái tựa game bắn súng này mà không sử dụng súng đi anh. Cái mình nghĩ đầu, chơi bắn súng mà không sử dụng súng có nghĩa là sao ta? What the hell? Mình sẽ phải sử dụng bằng kiếm đó, sử dụng bằng cận chiến hoặc sử dụng bằng tay nha, không được sử dụng bằng súng nha. Đó, thì nói chung là hôm nay nè, mình sẽ cùng với anh Rô và mình sẽ cùng nhau vào đây và lụm kiếm và chiến đấu với thằng cầm súng nha các bạn nha. Nghe hấp dẫn chưa? Và nếu như mà anh em thích cái thử thách này và thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và cho mình nút subscribe đăng ký hoặc cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy comment những cái thử thách tiếp theo của bạn cho mình biết nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện thử thách thôi nào. Let's go. Thử thách thôi nào. Vô trong nhà để kiếm coi có cây cận chiến nào không các bạn ơi. Ủa sao không thấy cái đầu cận chiến nào hết ta? Ơi có que kem nè. Mình dùng que kem mà đâm vô lỗ mũi được không anh? Dùng que kem đâm vô lỗ mũi lạnh lắm em không phải nghĩ cho đối thủ chứ. Đúng rồi, tội nghiệp đối thủ lắm. Mình dùng que kem mình đâm vô mũi nó thì nó sẽ bị lạnh, tội nghiệp nó. Trời. Xuống dưới nó đã lạnh lắm rồi, em còn chưa lạnh thêm nữa. Ê, bây giờ ở đây nè, em lượm được súng với lại cung quá trời luôn rồi. Nhưng mà không, mình sẽ không xài súng đâu các bạn ơi. Mình chỉ xài cận chiến thôi, hồi nãy mình đã hứa với các bạn rồi. Nhưng mà chỗ này nãy giờ không thấy cận chiến hết ta. Rồi đi vòng vòng coi có cây giáo hay là cây kiếm hay gì không. Em đi kiếm nãy giờ không thấy nào hết à. Anh bây giờ anh lấy lượm lượt cái ba lô 4 rồi, để anh cầm ba lô 4 giật quật quật vô mặt của nó. Trời, cái ba lô làm sao mà quýnh bằng nó được. Anh phải kiếm rồi là cây kiếm hoặc là cây rìu hay cái gì đó mạnh mạnh xíu á. Ok, để mình đi kiếm rồi mình sẽ quay lại nha các bạn nha. Trong đây có quả bơm khói nè, lượm quả bơm khói đi. Ui rồi, ở bên đây đang có thằng nó đang bơi lên nè anh ơi. Lại đây. Lấy phụ em, mình quýnh nó. Ê, hình như nó phát hiện ra em rồi, nó đây nè. Thằng nhóc con. Mày chết chắc rồi, mày ngon mày lên bờ đi. Anh ơi, giờ nó không lên bờ luôn, mình làm gì vậy anh? Khoan, sau lưng em nó chạy kìa, kìa. Ê, em có quả lưu đạn, để em chọi quả lưu đạn đó. Mày hồi, ơi, hai thằng nó bắn nhau kìa. Ui, quả lưu đạn chuẩn bị nổ. Đem đấm nó. À, mày chết mày rồi con. Đấm nó. Mày. Ui, đấm nó. Ôi, nó chết rồi. Ôi, cái thằng này nó bơi lên nè, cái thằng này chuẩn bị bơi lên nè. À, mày bơi lên nè mày. Bơi lên mày. Ôi, hình như bên kia cũng có người anh ơi. Bên kia cũng có người kìa, từ từ mình quýnh thằng này đi. Chạy Phong ơi. Cái thằng này nó chạy kìa, mình đuổi theo mình quýnh nó. Thôi mặc kệ đi anh, thằng này nó ngay quá, nó ở dưới nước rồi, thôi mình chạy đi anh. Chạy. Ok bạn ơi. Mình kìa. Bây giờ mình phải đi kiếm vũ khí mới được, mình không được quyền xài súng. Trời ơi là trời. Ui mấy bạn ơi, mình nghe có tiếng người, nhưng mà mình chưa có vũ khí, chết mình rồi. Ê, mày, tao đấm mày nè. Ôi cái thằng này nó bị lắc các bạn ơi. Đấm nó. Mày. Ôi mình giết được rồi. Lên đâu. Ui vẫn còn có người. Vẫn còn có một hằng ngoài đây. Nó đang núp nè. Phong ơi. Để em lao đây mình đấm nó. Ôi Phong ơi, anh có cái gì rồi? Để anh. Mày. Ôi nó bên đây nè. Mày bắt nạt em tao. Mày bên đây nè. Ủa mà sao em đánh nó không được? Ây da trời, thằng này nó bị lắc rồi. Đâu? Mày. Ôi giết được nó rồi. Còn thằng nữa nè. Quýnh nó. Mày đánh tao mày. Mày đánh em tao. Mày đánh tao. Mày. Ủa sao quýnh không trúng nó được? Quýnh nó đi anh. Chết. Ê sao lưng mình còn hàng nữa kìa. Chạy. Ôi đông quá. Trời ơi là trời, bạn ơi đông quá bạn ơi. Nhảy ra ngoài đây. Ôi chết rồi. Không sao, không sao. Em có bơm khói, em có bơm khói. Chạy qua đây nè. Ok. Em có bơm khói ở đây nè. Em cần chọi bơm khói không? Không cần. Bây giờ mình chạy qua đây là mình khuất rồi, nó không thấy mình đâu. Ok. Nhanh lên anh. Trời ơi mấy bạn ơi. Ông quá. Không có chì, trời. Ở đây nè, cái chì nè. Chì nè. Cái chì kìa, lượm đi. Ok, đem cái chì. À, chết mày rồi con. Giờ mình sẽ chạy ra nhà mình chuẩn bị đồ nha các bạn nha. Bố mày có cái chì rồi nha. Mày dám quýnh bố mày nãy giờ nha. Cẩn thận nhanh. Mà nó có súng á, mình chỉ có chì thôi nhưng mà mình cũng không mạnh bằng nó đâu. Nó xuống dưới. Ở bên dưới kìa, nó bên dưới kìa. Đem. Nó đang bắn nhau. Mình phải quýnh cái thằng này nè, cái thằng này giáp đồ nhiều nè. Em quýnh nó. Còn mày, sao lưng em kìa Phong ơi. Mày chạy Phong ơi, còn sao lưng em kìa. Quýnh này đã. Mày. Ây. Mày. Ây. 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 Ây
Ok bạn ơi, và bây giờ mình sẽ cùng với anh Siro bọn mình sẽ gọi là chơi lại nha bạn nha. Ok. Thôi bây giờ bọn mình sẽ nhảy vô cái khu nào đó xa xíu, chẳng hạn như cái khu gọi là hồ nước này nữa bạn ơi. Đó. Mình sẽ nhảy vô khu này nha. Hả sao anh? Phong ơi, có để ý không? Để ý gì? Phòng này có 6 người à. Trời, ủa sao phòng này có 6 người chơi vậy? Ủa kỳ á. Wow, hấp dẫn nha, một trận đấu mà chỉ có 6 người chơi thật là hấp dẫn quá đi. Nhưng mà thôi kệ, từ nãy giờ rất là khó khăn bọn mình mới kiếm được phòng, cho nên là thôi bọn mình cứ chơi bằng phòng này luôn bạn ơi. Kệ. Thôi 6 người hay mấy người cũng được. Bây giờ bọn mình tìm phòng bị lỗi lên lỗi xuống. Đúng rồi, từ nãy giờ các bạn biết không, mình với anh Siro tìm phòng á ha, tìm gọi là lâu ơi là lâu luôn mà mãi chưa thấy cái phòng nào hết. Đến giờ mới vô được cái phòng này mà cái phòng này vô được có 6 người. Phải cái nồi trời ơi là trời. Nhưng mà họ không sao anh ơi, nói chung là càng ít người thì mình càng dễ sống phải không? Bây giờ mặc dù là gọi là sao ta, ít người nhưng mà bọn mình thua bọn nó ở chỗ nào là bọn nó sẽ sử dụng bằng gọi là súng. Còn anh em mình chỉ được sử dụng bằng kiếm thôi, cho nên anh em mình vẫn thua nó mà, cho nên anh em mình gọi là kệ. Hai đứa mình chắc 4 đứa để hợp lý không? Giờ mình đi kiếm nha, vũ khí đi anh. Bây giờ em sẽ đi vòng em kiếm coi có cây kiếm hay gì không nè. Khóc cái gì mà khóc. Ê, em kiếm được cây kiếm rồi nè. À, ngon. Đây các bạn đây, ơi. Ơi. Có cái này. Sao anh? Anh kiếm được cây súng rồi. Trời, anh lấy súng làm gì? Bọn em đã nói là chúng ta sẽ không chơi súng mà, chúng ta sẽ chơi kiếm, hiểu không? À, anh lấy súng để bắn ở đâu? Anh lấy súng để bắt đầu nó. Trời, lấy súng để quýnh dưới đầu nữa hả? Ơi anh ơi, tính ra hồi nãy nó mới là 6 người, bây giờ nó còn xuống còn có 5 người à. Rồi xong luôn. Xong luôn, nó chết nhiều vậy trời. Mà thôi kệ đi, mặc kệ nó, mình xài kiếm mà miễn mình thắng là được rồi. Nói chung mình chỉ cần thắng là mình sẽ thực hiện xong thử thách, anh hiểu không? Đó, cho nên bây giờ mình cứ đi làm đồ đi. Sao anh? Trước cô giáp bây giờ là chết là số nhiều là số từ 2 trở lên mà nó mới chết một người mà kêu chết nhiều. Thì một người cũng là nhiều rồi, trời là trời. Trong đây có 6 người mà chết hết người là nhiều rồi. Ok. Rồi mà em lượm xong hết rồi đồ rồi nè, tới lượt anh á, lượm đi nhanh lên. Ê rồi. Hình như hồi nãy em mới nghe tiếng súng của anh đây. Đâu? Không biết nữa, hồi nãy nó mới hiện. Ê bên đây nè. Bên đây. À, tao có dao nha. Kìa nó đó, kìa. Nó chạy kìa. Giết nó. Nó bắn anh rô kìa. Ơi, nhảy. Hứa. Nhảy, lộn con mèo. Đó, chém. Anh em cỏ biết đi. Chém mày nè. Mày hồi. Đem giết nó luôn. Chết rồi, chết rồi. Đem giết nó luôn. Không cho nó chạy, không cho vậy. Mày hả mày? Chết đi con. Lại khoan nhanh, hình như là vẫn còn một thằng ở đâu đó quanh đây đồng đội của nó đó, cẩn thận nha. À khoan, ủa đâu? Sao anh biến thành cái cây được hay vậy? Anh là bụi cây, anh không biết nói, anh chỉ biết đứng thôi. À, đúng rồi, quên mất, mình quên giới thiệu cho bạn là trong game này còn có thêm cái bụi cây để ngụy trang nha. Mình cũng mới vừa sở hữu được nè, các bạn coi mình nè. 1 2 3 bùm, đó mình cũng biết thành cái cây luôn, ghê chưa? Hai anh em mình biết thành cái cây. Sao em ngồi xuống thử không? Em ngồi xuống thử. Ngồi mình ngồi xuống thử à? Ok, để em ngồi xuống nè. Ừ. Đấy, ngồi xuống rồi đó. Rồi, em nhìn anh ngồi xuống nè, thấy nguyên con người anh lòi không? Đâu? Đâu em thấy có mỗi cái đầu anh nó lòi ra. Thôi không sao đâu anh, thôi kệ, mặc kệ đi. Nói chung mình hóa trang thành cái cây, mình chạy, mình lỡ có thằng nào nó bắn mình á thì mình sẽ dừng lại mình núp, hiểu không? Đó, ok rồi, đi. Em ơi. Gì anh? Nghe còn có người à. Ê. Thắng luôn rồi. Sao cái trận này nó dễ quá ta? Em thấy cái trận này nó đơn giản quá ta. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là chơi màn tiếp theo nha. Trời ơi trời, cái màn hồi nãy bị bắn chết, xui ơi là xui luôn bạn ơi. Hy vọng là lần này chúng ta sẽ kiếm được nhiều vũ khí hơn. Để mình xem coi chúng ta sẽ nhảy ở đâu đây. Dinh thử hả? Dinh thử đi, đúng rồi. Dinh thử nhiều số nhiều lắm. Em sợ nhiều người nha. Thôi mà thôi, mình cứ nhảy thử đi. Ok, nhảy. Nhảy đi anh. Nhảy đi, em nhảy rồi nè. Trời ơi. Ok rồi. I wonder how, I wonder why. Thôi đừng hát anh mà hát cái bài nào mà có bản quyền cái là chết kênh em luôn anh. Tào lao. Trời ơi trời. Ok. Bây giờ mình sẽ đáp xuống cái cây, có cây hoa bự bự nha bạn nha. Ok. Rồi đáp xuống nè. Ồ, mấy đằng này lâu quá ta. Ok, vô 1 2 3 vô. Hey, ôi trời, rồi xong em đáp nhầm cái cây luôn rồi ơi. Ai, rồi rơi. Ui, trời ơi may quá, rơi từ trên cây xuống không chết anh ơi. May vậy. Ôi, hình như ơi. Bên kia có một thằng hay sao kìa. Sao anh? Anh lượm được cái giáp 4 rồi à. Mũ 3 luôn. Ui, em cũng lượm được cái mũ xịn xịn này à. Nhưng mà quan trọng bây giờ có một cái quan trọng hơn cả mũ, đó chính là kiếm anh ơi. Anh lo đi kiếm đi, anh mà không có kiếm hay vũ khí cận chiến là anh không đánh bọn nó được đâu. Trời. Oh my god, anh không thấy kiếm không ơi. Em cũng cần cây kiếm. Ôi, có hàng vô. Đấm nó đâu? Em nghe tiếng bước chân của nó bên đây. Ủa khoan, hình như cái tiếng bước chân là tiếng bước chân của anh đó rồi. Tao. Trời ơi là trời, tôi tưởng thằng nào không mà giật hết cả mình. Ba đừng có hù tôi vậy chứ. Ok, rồi. Ủa? Bây giờ mình đi đường khác, đi qua nhà khác kiếm thêm vũ khí. Ủa cái quay kem làm gì không? Quay kem dùng để ăn anh. Ui, có một cây chày nè rồi. Trời ơi, không thấy hả? Em lượm được cây chày nè.
sao Rom lụm cái chày ta kì vậy? Anh làm anh khó ấy phải đâu chị ngùa, có hồ chơi đẹp phải nhường cho em đó. À anh thấy cái cây này anh nhường cho em đúng không? Ok rồi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm vũ khí nha bạn. Mình có cái chày này nhưng mà cái chày vẫn chưa mạnh lắm đâu. Mình cần phải có một cái kiếm mạnh hơn nữa. Ok, với lại phải kiếm vũ khí cho anh Rô nữa. Đi kiếm tiếp tiếp. Gì anh? Thôi bạn. Gì? Anh nhường em cây chày xíu nữa, em thấy cây kiếm mà em nhường anh nha. Anh khôn quá. Ơi có thằng bên dưới nè. Ơi. Mũi che thằng đây. Ơi, mày hả mày, cái cây này nó sẽ giúp cho em gọi là đỡ bị mất máu, đập vô đầu mày nè. Ơi thằng này nó đứng im nữa anh ơi, mày hả mày, chết rồi nè. Cái gì vậy? Rô bị tấn công hả? Để em sẽ chạy qua cứu Rô. Thằng nào láo dám tấn công anh tao mày. Anh ơi có chân. Ôi khoan, hình như Rô đang đập đầu nó thì phải bạn ơi. Đập nó. Đúng rồi, chết đúng rồi. Hay quá, chết mẹ luôn rồi. lùm đồ. Trời ơi, không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Trời, nguy hiểm vậy. Ok, thôi mình đi tiếp. Giờ mình kiếm thêm kẻ địch để mình giết tiếp nè. Ui, có hàng trong nhà, chạy kìa. Mình phải hóa trang thành cái cây bạn ơi, hóa trang thành cây. Nhảy lên, đập đầu nó. Mày đập nó. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Thằng kia đứng lại, chạy đâu cho thoát. Trời, cái thằng này chạy nhanh quá rồi. Ơ cái chuyện nó quay qua nó bắn mình nè, Ơi có hai thằng luôn kìa. Nó đang hồi máu. Quýnh thằng này trước. Mày trời ơi, mình biết hai cây mình khó quýnh các bạn ơi. Rồi chết đó rồi. Gì này. Hai là người. Cẩn thận nha, có chân chết. Mình phải vừa chạy, mình phải vừa nhảy thế này nè, nó mới không bắn được mình, anh hiểu không? À, vừa chạy vừa nhảy. Thằng này mày đứng lại coi, mày chạy nhanh quá vậy. Thằng này chạy nhanh quá anh ơi. Em đuổi theo không kịp. Trời ơi trời, tức quá. Đứng lại mày. Nó cầm súng nó chạy chậm hơn anh em mình, Ôi ơi, nó trên đi trên đầu em nè. Gì trên đầu còn hẳn nữa hả? Đâu? Anh hồi nãy anh đi trên đầu em. Trời tào lao quá, ông leo bên đầu tôi chi cho nó nặng thêm vậy. Dí theo. Ủa nó quay mày. Qua nó quýnh anh kìa, nó bắn mày. Anh kìa. Trời nó chạy nữa. Thằng này. Mày. Chạy mày. Đứng lại mày. Cầm súng mà sợ kiếm ba. Anh ơi đứa tơi, đạn này anh cắt ra giúp em nha. Đạn cái đạn này dài quá. 1 2 3 vô. Đứng lại mày. Trời, nó cầm súng mà sao nó sợ mình anh ơi, nó chạy kìa. Mày đập mày. Chạy nữa. Đứng lại hộ tao đi. Xin mày luôn á, làm ơn đi, tao lạy mày luôn á, mày đứng lại hộ tao kìa. Để lên đi phía trước anh chặn đầu hết trơn. Ok, em okay. Sẽ chạy ở phía này. À, chạy phía này chặn đầu mày lại. Đứng lại mày. Nó vẫn chạy. Mày. Ôi chết rồi nữa. Có ai có lựu đạn hay gì làm ơn chọi nó giùm em coi. Ôi, sau lưng bắn. Từ từ, thôi bỏ thằng đó đi anh, quýnh thằng sau lưng trước nè. Đấy. Mày. Ấy da. Ui nó bắn em lộ mọi người rồi. No. À. Thằng này là người. Quýnh anh đi. Nhanh lên. Nó lại gần em nè. Ô phòng ơi. Khổ quá. Anh lên dí thằng kia sao ghi phong. Ba kêu đừng dí nó mà. Trời ơi là trời. Lại thất bại nữa các bạn ơi. Nói chung mà mình chơi 3 màn, mình chỉ thắng được có mỗi 2, thắng mỗi được có 1 màn thôi. Mà 1 màn đó là mới dí được có 1 thằng là thắng luôn các bạn ơi. Đó. Trời ơi là trời. Rồi xong rồi chết luôn rồi. Trời khổ quá. Ok bạn ơi, chung là thử thách này á thì mình đã chơi 3 màn rồi nhưng mà chỉ thắng được 1 màn thôi. Nhưng mà miễn là thắng thì cũng là được coi là hoàn thành thử thách rồi nha. Ok. Bây giờ bọn mình nghĩ rằng bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì anh em đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Còn bây giờ mình bye bye mọi người. Buồn quá. Thua hoài.